Giải trí miền Tây chào mừng cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú, các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Nếu cô chú, các anh chị và các bạn là người mới đến xem Giá Lúa Gạo hôm nay, nhớ để lại một lượt đăng ký, một lượt like, ấn vào cái chuông để cô chú, các anh chị và các bạn luôn là người đầu tiên nhận được video sớm nhất mỗi khi Giải trí miền Tây phát hành video mới. Thông tin Giá Lúa Gạo hôm nay thứ năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024. Theo các chuyên gia dự báo, xuất khẩu gạo sẽ khởi sắc vào cuối năm nay. Khi nhu cầu nhập khẩu gạo tăng lên từ thị trường truyền thống, tình hình sản xuất lúa gạo 6 tháng đầu năm nay tương đối thuận lợi. Bà con nông dân có thu nhập cao, trung bình đạt khoảng từ 20 đến 40 triệu đồng trên một ha. Cho đến nay, cả nước thu hoạch gần 400.000 ha lúa hè thu với năng suất ước tính đạt 6,2 tấn trên một ha. Nguồn cung dồi dào, trong khi đó nhu cầu nhập khẩu gạo của thế giới đang tăng lên, khiến nhiều doanh nghiệp dự báo xuất khẩu gạo sẽ khởi sắc vào cuối năm nay. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, ngày 23 tháng 7 năm 2024, giá gạo xuất khẩu loại 100% tấm ở mức 448 USD trên tấn, giảm 12 USD trên tấn. Gạo tiêu chuẩn 5% tấm giữ vững giá ở mức 559 USD trên tấn, giảm 1 USD trên tấn. Gạo 25% tấm ở mức 537 USD trên tấn. Giá gạo xuất khẩu dù thấp hơn so với giá hồi đầu năm, nhưng so với cùng kỳ vẫn tăng hơn khoảng 30-35%. Hiện nay, các nước Philippines, Indonesia, Malaysia, Trung Quốc và những thị trường tiêu thụ chính của gạo Việt Nam, nước ta đang tích cực mở rộng sang các thị trường mới là Trung Đông, Châu Phi, Nam Mỹ, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Theo các chuyên gia đánh giá, cơ hội xuất khẩu gạo Việt Nam khởi sắc trong cuối năm. Theo ông Phùng Văn Thanh, tham tấn thương mại thương vụ Việt Nam tại Philippines, nhập khẩu gạo của Philippines tăng mạnh trong nửa đầu năm nay. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng lượng gạo nhập khẩu của Philippines là 2,32 triệu tấn, tăng 24,7% so với cùng kỳ. Thông tin giá lúa gạo trong nước hôm nay, ngay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng 100 đồng đối với lúa. Giá gạo tiếp tục duy trì đi ngang, giá gạo xuất khẩu hôm nay được chào bán ở mức thấp. Đối với mặt hàng lúa ghi nhận tại các địa phương giao dịch lúa mới, đa phần chờ cắt, nhiều nơi ngưng mua, giá ít biến động. Cụ thể tại An Giang, nhu cầu mua lúa chậm, nhiều đồng tranh thủ thu mua. Tại Kiên Giang, giao dịch lúa chậm, giá lúa ít biến động, bỏ cọc nhiều, nhiều nơi ngưng mua. Đối với mặt hàng gạo hôm nay, giá gạo ổn định so với ngày hôm qua. Thị trường gạo tại các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long hôm nay nhìn chung giao dịch chậm, gạo xấu nhiều, nguồn về ít. Cũng theo đó, thị trường nếp hôm nay ghi nhận nếp đùm 3 tháng giá 7.100 đến 7.300 đồng một ký. Ngoài ra, nếp Long An khô với giá 9.000 đến 9.200 đồng một ký, nếp Long An tươi 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Trên thị trường xuất khẩu hôm nay, giá gạo xuất khẩu ghi nhận có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Gạo 100% tấm ở mức 448 USD trên tấn, tiêu chuẩn 5% tấm giữ vững giá ở mức 559 USD trên tấn. Gạo 25% tấm ở mức 537 USD trên tấn. Giá gạo thành phẩm hôm nay như sau: gạo IR504 12.600 đến 12.700 đồng một ký giá vựng. Gạo nguyên liệu IR504 10.700 đến 10.800 đồng một ký. Giá tấm IR504 8.500 đến 8.700 đồng một ký cắn. Đối với cắn khô hôm nay có giá 7.100 đến 7.200 đồng trên một ký. Đối với giá lúa có sự điều chỉnh ở từng địa phương như sau: giá lúa ở Kiên Giang, Nam Hoa chính 7.600 đến 7.800 đồng một ký, OM34 7.200 đến 7.400 đồng một ký, VD20 7.900 đến 8.200 đồng một ký, XT21 9.000 đến 9.600 đồng một ký, E38 7.400 đến 7.600 đồng một ký, OM18 7.300 đến 7.400 đồng một ký, XT24 XT25 9.000 đến 9.800 đồng một ký, nếp khô 8.000 đến 8.200 đồng một ký, RVT 7.600 đến 7.800 đồng một ký, lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng một ký, Set Min 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Giá lúa tại An Giang, OM5451 7.000 đến 7.200 đồng một ký, Nàng Hoa chính 7.600 đến 7.800 đồng một ký, Đại Thơm 8 7.400 đến 7.600 đồng một ký, OM18 7.200 đến 7.400 đồng một ký, IR50404 7.200 đến 7.400 đồng một ký, VD20 7.800 đến 8.200 đồng một ký, lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng một ký,
Nếp tươi 8.000 đến 8.200 đồng một ký. Giá lúa tại Bạc Liêu và Cà Mau ST24 9.200 đến 10.000 đồng một ký. OM5451 7.200 đến 7.400 đồng một ký. OM18 7.200 đến 7.400 đồng một ký. RVT 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Đài Thơm 8 7.400 đến 7.600 đồng một ký. ST21 8.800 đến 9.800 đồng một ký. IR50404 7.300 đến 7.500 đồng một ký. Nàng Hoa 9 7.600 đến 7.700 đồng một ký. OM380 7.200 đến 7.400 đồng một ký. ST24 ST25 9.000 đến 9.800 đồng một ký. OM380 7.200 đến 7.400 đồng một ký. VD20 7.800 đến 8.200 đồng một ký. Tình hình giá lúa tại Sóc Trăng và Tiền Giang. IR50404 7.100 đến 7.300 đồng một ký. OM18 7.200 đến 7.400 đồng một ký. OM380 7.300 đến 7.400 đồng một ký. OM34 7.200 đến 7.400 đồng một ký. Đài Thơm 8 7.400 đến 7.600 đồng một ký. OM5451 7.000 đến 7.300 đồng một ký. MNL202 7.400 đến 7.600 đồng một ký. RVT 8.000 đến 8.200 đồng một ký. Lúa Nhật 7.600 đến 7.800 đồng một ký. ST24 ST25 9.400 đến 9.900 đồng một ký. Nàng Hoa 7.600 đến 7.800 đồng một ký. Giá lúa tại Trà Vinh và Vĩnh Long. IR50404 7.200 đến 7.400 đồng một ký. OM34 7.000 đến 7.200 đồng một ký. OM5451 7.200 đến 7.400 đồng một ký. Japonica 7.600 đến 7.800 đồng một ký. OM380 7.200 đến 7.400 đồng một ký. Lúa Nhật 7.600 đến 7.800 đồng một ký. Nàng Hoa 7.600 đến 7.800 đồng một ký. Đài Thơm 8 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Tiếp theo là tình hình giá lúa tại Cần Thơ và Hậu Giang. IR50404 7.100 đến 7.300 đồng một ký. OM18 7.200 đến 7.400 đồng một ký. OM5451 7.000 đến 7.200 đồng một ký. Đài Thơm 8 7.400 đến 7.600 đồng một ký. RVT 7.600 đến 7.800 đồng một ký. ST21 9.100 đến 9.900 đồng một ký. Lúa Nhật 7.600 đến 7.800 đồng một ký. Saponica 7.600 đến 7.800 đồng một ký. Zmin 7.600 đến 7.800 đồng một ký. OM34 7.200 đến 7.400 đồng một ký. Nàng Hoa 9 7.500 đến 7.700 đồng một ký. Giá lúa tại Đồng Tháp và Long An. OM18 7.200 đến 7.400 đồng một ký. OM5451 7.000 đến 7.300 đồng một ký. Đài Thơm 8 7.300 đến 7.500 đồng một ký. IR50404 7.200 đến 7.400 đồng một ký. OM380 7.000 đến 7.200 đồng một ký. VNR20 7.200 đến 7.400 đồng một ký. Nếp tươi 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Zmin 7.800 đến 8.000 đồng một ký. ST24 ST25 9.200 đến 9.800 đồng một ký. Nàng Hoa 9 7.600 đến 7.800 đồng một ký. OM34 7.100 đến 7.300 đồng một ký. OM1900 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Tiếp theo là tình hình giá lúa tại Tây Ninh. Nàng Hoa 9 7.500 đến 7.700 đồng một ký. IR50404 7.200 đến 7.400 đồng một ký. Đài Thơm 8 7.300 đến 7.500 đồng một ký. OM4900 7.400 đến 7.600 đồng một ký. OM5451 7.000 đến 7.200 đồng một ký. OM380 7.000 đến 7.200 đồng một ký. OM34 7.000 đến 7.300 đồng một ký. OM18 7.200 đến 7.400 đồng một ký. Tình hình giá gạo tại các chợ lẻ hôm nay như sau. Nàng Hoa 9 20.000 đồng một ký. Gạo Nàng Nhen 30.000 đồng một ký. Zmin 18 đến 20.000 đồng một ký. Gạo tẻ thường 15 đến 16.000 đồng một ký. Gạo trắng thông dụng 17.000 đồng một ký. Gạo thơm thái hạt dài 20.000 đồng đến 21.000 đồng một ký. Gạo thơm lai 20.000 đồng một ký. Gạo sóc thường 18 đến 19.000 đồng một ký. Gạo sóc thái 20.000 đồng một ký. Gạo thơm Đài Loan
21.000 đồng một ký, gạo thơm Nhật giá 22.000 đồng một ký. Xin chân thành cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu để theo dõi hết video này. Hẹn gặp lại cô chú các anh chị và các bạn video sau. Xin chào.